giải đấu danh giá nhất châu Á cấp câu lạc bộ chính thức trở lại với quy mô lớn nhất từ trước tới nay. 40 đội bóng sẽ cùng tranh tài để mang đến những khoảnh khắc thăng hoa. Những siêu sao hàng đầu thế giới đều góp mặt. Tất cả cùng tranh tài vì danh hiệu quý giá. AFC Champions League 2021 khởi tranh từ ngày 14 tháng 4, duy nhất trên truyền hình FPT và ứng dụng 4C.